Ở đây ai cắt tóc ông nhỉ? Ông em cắt tóc à? Ông em tao không tuyển mày đấy. Ông em cắt tóc à? Ừ. Giỏi lắm nha ông em, tầm 2.8 thôi chứ mấy. Tao 2.000 cơ. Tôi 96 ấy. Thôi 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 thôi. Thôi thằng này nó tưởng ông em ít tuổi, chồng em trẻ nên nhìn như 2K8 thật ấy, bảo sao nó xưng anh được. Đâu em đầu 2 đi chơi vơ. Ông em 2.000 à? Anh nhìn trông trẻ nhỉ? Vâng. Trẻ hơn là 2K6 luôn đấy. Hơi nói ít thôi, vào việc anh ấy. Ông em vào việc này. Vâng. Ông em cắt đầu gì ông em nhỉ? Ngày 2K ông cháu này. À ông anh nhỉ? Ngày 2K đủ. Cắt quả tóc gì ông em cắt tóc của gì thôi để chú cắt cho nó cầu lắm đấy. Ông em cắt tóc gì nhỉ? Cắt nguyên vân. Vẫn y nguyên đúng không? Vâng. Quả đầu gọi là quả đầu của Khắc Tiệp đúng không? Đúng rồi. Giống Khắc Tiệp ấy à đâu? Giống là thằng bồ của Ngọc Trinh là thằng gì nhỉ? Khắc Tiệp. Thằng đấy là thằng gì? Khắc Tiệp. Thằng đấy Khắc Tiệp à? Ờ đúng rồi. Đầu y như thằng Khắc Tiệp nhá. Ok. Ok vào việc luôn đi. Dễ đây ông em mới xong rồi đấy. Đâu Vũ Khắc Tiệp của em đâu nhở? Đấy ông em đúng không? Giống không? Vũ Khắc Tiệp toàn để đâu này luôn. Đùa, không đúng rồi, chán thế. Chán á? Giống thế chứ không giống. Sao mafia hả? Thế ra đây. Em nghe vậy. Sao em làm sao? Sao vấn đề gì á? Mày xương anh cả ai ấy? Hả? Riêng ông như nào? Thôi như nào? Thôi được ông em ơi, bỏ qua nó trẻ con nhỉ? Thằng này trẻ con nó không biết gì, nó tưởng em 2K8 thôi, thông cảm nó nhá. Thôi anh phải đi cho em cắt tóc được không? Mày là sao mày hỗn tao, tao giao đường nó luộc mày luôn này. Thôi ông em ơi. Ông em thông cảm, anh không lấy tiền được chưa? Đầu này anh cắt đẹp giống Vũ Khắc Tiệp này thôi ông em thông cảm nhá. Bảo anh không lấy tiền thôi, bỏ qua nó trẻ con nhá. Thằng này nó bướng lắm. Có gì anh bảo nó sao nhá. Ok anh em. Thôi thông cảm cho anh cả anh nhá. Thôi đi về đi. Ôi, tiền năm anh không lấy đâu nhá. Ok anh. Ok. Rồi.